Dạ em Hoài xin chào anh chị cô chú đã quay trở lại với kênh YouTube của Long Hoài về review đất đai bất động sản tại huyện Châu Đức, tỉnh Bà Rịa Vũng Tàu. Hoài đang đứng trên một trục đường kiểu mẫu. Trục đường kiểu mẫu này tọa lạc tại Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Và đây là trục đường khá là đẹp anh chị. Hai bên thì hoa đầy đủ màu sắc hết. Vàng, đỏ, tím. Đường ở đây thì đường rộng 12m và trục đường này thì mới vừa làm. Ở đây thì dân cư tập trung rất là đông anh chị. Trong những năm gần đây thì Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu được nhà nước chú tâm rất là nhiều. Nào là đầu tư về đường xá nè, mở rộng đường xá. Rồi nào là cơ sở hạ tầng, dịch vụ hành chánh công đồ là tập trung khá là nhiều anh chị. Và Long Hải đang đứng ở đoạn đường có tên gọi là Tam Long, Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu. Gần đây thì nó cũng có một cái di tích địa đạo đi vào lịch sử luôn anh chị. Nếu mà nhắc đến Bà Rịa Vũng Tàu, anh chị cô chú mình thường liên tưởng ngay tới là biển Vũng Tàu nè, hoặc là lọc quá dầu nè. Và nếu mà mình nói về di tích địa đạo thì di tích địa đạo Kim Long là một trong những di tích lớn ở khu vực Kim Long, Châu Đức, Bà Rịa Vũng Tàu này ha anh chị. Và con đường này anh chị mình chạy tầm khoảng cỡ 1 cây số thôi là mình sẽ ra tới ngay quốc lộ 56. Ở Bà Rịa Vũng Tàu này thì nó có hai con đường quốc lộ, đó là con đường quốc lộ 51 và quốc lộ 56. Và quốc lộ 56 là đoạn đường đi ngang đoạn đường của Châu Đức ha anh chị ha. Và thửa đất vườn ngày hôm nay mà Long Hoài muốn giới thiệu đến anh chị cô chú nó gần đây thôi, nó cách chỉ tầm khoảng cỡ 500m thôi anh chị. Gần như ngã tư nè, có thể là anh chị cô chú mình có thể vừa ở nè, vừa kinh doanh được nè. Trên đất thì sẵn cây ăn trái đang cho thu hoạch nữa. Gần với lại trục đường kiểu mẫu này. Cái mảnh đất vườn mà Long Hoài muốn giới thiệu nó nằm ở trên trục đường có tên là trục đường 56B hay là trục đường ngã giao Cù Bị. Trục đường đó thì buôn bán kinh doanh gì cũng được. Nhà cửa thì san sát, không khí thì trong lành. Tại một thị trấn đang đông dân, rất là đông dân. Và hiện tại thì Kim Long cũng muốn chuyển mình, mong muốn chuyển mình để lên thị trấn. Và đất đai ở đây thì đã quy hoạch ODT hết rồi anh chị. Phủ hồng đất ở đô thị rồi. Long Hoài mời anh chị cô chú cùng theo chân Long Hoài để đi xem cái mảnh vườn ngày hôm nay nó như thế nào ha. Và tổng diện tích của chúng ta là 500m2. Sẵn 80m thổ cư, bề ngang là được 10m và một cạnh là 50m, khá là vuông vắn. Đặc biệt đất này thì chưa qua đầu tư, chưa qua tay thương lái cò lái gì hết á, từ tay chính chủ bán ra luôn ha anh chị. Do là cô chủ này nè cũng muốn bán để cho con đi học bên nước ngoài. Ở đây nhà vườn biệt thự vườn khá là nhiều anh chị. Đối diện của mình là thôn văn hóa Tam Long ba con rồng. Đường xá ở Tam Long này thì nó đấu nối với nhau hết ha anh chị. Cái trục đường Tam Long này nè, trục đường mà Long Hoài đang quay ở đây nó khá là sáng. Bún bò chạy xuống chút xíu nữa là mình có tiệm may nè, rồi địa đạo Kim Long nè. Địa đạo Kim Long mình đi con đường này cũng được, hoặc là mình tới ngay đây chút xíu thôi là mình đã vào tới cổng chính. Và hiện tại nhà nước đang tu bổ lại địa đạo Kim Long ha anh chị. Địa đạo Kim Long là hướng bên này, nhà nước đang tu bổ lại. Nói về dân cư đi ha anh chị ha, ở đây thì dân cư tập trung khá là đông. Và nói chung là cán bộ công nhân viên, những người có chức có quyền ở là nhiều. Đây thì có camera nè, nhà biệt thự nè, ngay góc ngã tư này. Cái hướng này nè, mình chạy thẳng là mình sẽ về tới đường Liên Sơn Liên Hiệp 2, đường Bầu Cạn, đoạn nối của đường Bầu Cạn để về sân bay Long Thành. Thì ở đây mà cách sân bay Long Thành thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ 20km thôi. Hướng này anh chị mình có thể về thành phố Hồ Chí Minh, thì ở đây nó cách thành phố Hồ Chí Minh tầm khoảng cỡ 70km ha. Cái hướng này nè, anh chị mình chạy thẳng luôn á là mình sẽ về tới đường quốc lộ 51 thông qua hắc dịch, thông qua sông Sòi. Thì đây mà cách quốc lộ 51 nó rơi vào tầm khoảng cỡ 15 cây số thôi anh chị. Đây nè, tập quá Nhi Hoàng này là của Hoài nè. Cái diện này bún bò.
cái mảnh đất này thì nó kế ngay đây luôn, à, nằm trên trục đường này 56B. Thì con đường này thì nó song song với lại trục đường quốc lộ 56 ấy. À, mình tới vị trí đất rồi. À, kế bên thì cà phê võng nè, bún bò nè, gỏi cá trích nè, trà sữa nè. Cạnh đó là quán tạp hóa nè, sân vườn nè. Chạy xuống nữa thì nhà nghỉ nè, nhà thuốc nè, rồi tạp hóa nè, rồi bác sĩ, nhà giáo viên. À, đường này thì đường rộng ha, đường rộng khoảng 12 mét. À, cách với cái ngã tư đó là tầm khoảng cỡ 70 mét thôi ha. Chưa tới 70 mét nữa là đụng ngay cái ngã tư đó rồi. À, và mảnh đất vườn của chúng ta là ở ngay đây, cạnh với lại quán cà phê này luôn. À, cạnh với quán cà phê ăn sáng điểm tâm này. Thì bề ngang của mình á là được 10 mét. À, bắt ranh giới là bắt đầu từ đây nè, cái cạnh bên này nè, cạnh bờ tường bên này nè, mình đổ qua bên đây á là mình được 10 mét ha. Cái cạnh bên kia á là mình được 50 mét, cạnh bên đây cũng được 50 mét. À, ở sâu cũng 10 mét vuông như bàn cờ vậy anh chị. À, đã được bên kia thì có tường gạch hết rồi, tường gạch xây hết rồi. Phía trước thì đã hàng rào lưới B40 cao lên khoảng cỡ 1,5 mét rồi. À, chỉ có cái cạnh bên này với cạnh ở dưới là chưa có lưới B40 thôi. À, đất thì cũng của nhà bên này bán luôn ha, chính chủ của nhà bên này bán đất bằng phẳng, đất đỏ ba gian, đất tơi xốp. Trên đất thì sẵn cây ăn trái như là bơ nè, bơ đang cho thu hoạch gần 15 gốc bơ, rồi sầu riêng, mít. À, sầu riêng thì cây cao cao rồi thì chưa ra trái. À, khoảng cỡ 1 năm nữa thôi là sẽ ra trái bói nè. Còn còn bơ thì đang ra bông. À, trên đất của mình có cây mai nữa, đất thì bằng phẳng luôn ha anh chị. Tường rào lại xung quanh bốn bên lại hết. Đó, đất đỏ ba gian bằng phẳng. À, với cái bề ngang của mình là tới 500 mét vuông, sau này mình có thiết kế xây dựng nhà vườn gì cũng tiện ha. Nằm trong một cái khu buôn bán sầm uất. Dù như anh chị cô chú mình muốn kinh doanh buôn bán gì đó hoặc là thì ghé Long Hoài ha. Đó, Long Hoài là ngay chỗ ngã tư đó luôn. Đó, ngã tư đó qua đây chưa được 70 mét nữa. Khu này thì cũng sầm uất ha. Hướng này mà giấc chiều á hoặc là giấc những giờ ra ca của công nhân á, tại vì là khá là đông, tại vì hướng này nè là công ty Misen nè, rồi khu nghiệp Sona Deji Châu Đức á, chiều hoặc là sáng á là lượng công nhân đồ đi lại rất là đông anh chị. Hướng này mình chạy thẳng tầm khoảng cỡ 4 cây số thôi là sẽ đụng tới ngay chỗ ngã giao trung tâm của huyện Châu Đức. Còn mình chạy thẳng nữa tầm khoảng cỡ 8 cây số nữa thôi là đụng tới khu nghiệp Sona Deji Châu Đức. Chạy thẳng nữa thì khoảng 12 cây số thôi là đụng thành phố Bà Rịa ha. Chạy thẳng nữa thì về tới Vũng Tàu, cách biển Vũng Tàu tầm cỡ 40 km thôi. Và đây cũng là một trục đường chính. À, dù Sài Gòn, thành phố Hồ Chí Minh là đi đường này cũng về rất là nhiều anh chị. Hướng này thì chạy thẳng lên là về tới sân bay Long Thành, về thành phố Hồ Chí Minh đi hướng này cũng được luôn ha. Đường xá rộng rãi. Còn ở đây mà đi chợ, đi búa, đi đồ này kia, rồi những dịch vụ ăn chơi giải trí đồ thì nó sát bên tầm cỡ một cây số tới 1,5 cây số đổ lại thôi là khá là đầy đủ. Chợ thì có trung tâm thương mại Kim Long, một trong những trung tâm thương mại lớn về thịt heo và rau sạch cung cấp lại cho những địa phương khác. Ở đây thì mình ra khu dân cư Xà Bang hướng này nè. Đó, tầm cỡ 1,5 cây số thôi. À, nào trường cấp 1, trường cấp 2, trường mầm non đầy đủ lắm, không thiếu thứ gì hết ha. Trên đất của mình thì ngay đây thì có cây của nhà nước nè anh chị. Đó, một cái cây của nhà nước. Tới đây cũng cây của nhà nước. À, 10 mét thì nó ngang cỡ tới ngay đây ha, không vướng trụ điện gì hết, đất đai bằng phẳng. Rồi. Điện chiếu sáng là 5 mét này. À, tất cả điện đường, điện chiếu sáng rồi là 5 mét này. Nói chúng ta thì 5 mét đây ha. À, nói chung thì đất nó bằng phẳng. Trên đất thì có vài cây trái thôi ha, ngoài cũng không vô trong đâu ha. Đó, cây thì cây cao đã cho thu hoạch hết rồi. Sầu riêng thì qua năm là cho trái bói. Mít thì đang cho trái. Còn bơ thì đang ra bông. Đã thu hoạch trái rồi. Rồi, ngoài nói giá trên video luôn ha anh chị. À, cao điểm của đợt đất sốt ấy, thì ở đoạn đường này mà ngay vị trí này á, thì nó sẽ rơi vào khoảng khung giá là từ 350 cho tới là 370 ha anh chị ha. Hiện tại chủ nhà ngay đó luôn. À, mong muốn bán cái thửa đất này với giá là 220 triệu trên một mét ngang ha anh chị. Có nghĩa là 10 mét của mình là 2,2 tỷ. À, 2,2 tỷ cho cái khu vực này. Thì anh chị cô chú mình cứ tham khảo đi ha. 2,2 tỷ mà nằm một mặt tiền, vừa ở vừa kinh doanh, có cây ăn trái sẵn, khu dân cư đông nghẹt luôn ha. Khu dân cư nói chung là quay lại nhà cửa đông, rồi dân trí cao, ở đây dân trí cao, cán bộ công nhân viên ở là nhiều. À, camera giám sát an ninh đầy đủ.
Rồi bây giờ Hoài cho anh chị cô chú mình xem sổ thửa đất số 332 tờ bản đồ 46 Kim Long Châu Đức Bà Rịa Vũng Tàu. Diện tích là 499,7 m², gần 500 m² ha anh chị. Còn thiếu 3 cm nữa là được 500 m² rồi ha. Đất ở thì mình có 80 m² thổ cư đất ở, còn lại là đất trồng cây lâu năm. Khu vực này anh chị cô chú mình có thể đăng ký lên thổ cư được ha. Giá mà lên thổ cư ở đây nó rơi vào tầm khoảng 2 triệu mấy đó anh chị. À, cho 1 mét thổ cư ha. Đất vườn của chúng ta thì sẵn 80 mét thổ cư rồi. Còn đây là hình dáng thửa đất của chúng ta. Đường thể hiện trên sổ là đường ngã giao Cù Bị, hay có tên gọi là đường 56B, đoạn đường song song với lại đường quốc lộ 56. Ngang của mình là 10 m, một cạnh là 50 m, cạnh bên kia là 49,55 m, ở sâu cũng là 10 m luôn ha anh chị. Đất của mình quay mặt về hướng đông. Ở phần đất của chúng ta thì nó có cái chỉ giới giao thông ha anh chị. Tùy từ cái chỉ giới từ mặt đường á, mà vô tới chỉ giới giao thông của mình á, là nó rơi vào tầm khoảng 10 m ha anh chị ha. Nghĩa là nếu như nhà nước mà có mở rộng làm đường thêm á, thì là mình sẽ mất khoảng 100 m. Rồi còn đây là phần kiểm tra quy hoạch của chúng ta ha anh chị. Đất chúng ta phủ hồng toàn bộ, à, ngang 10, ở sâu cũng 10, cạnh 49,9, ở sâu là 49,5. Rồi có phần lộ giới quy hoạch ha anh chị. Có phần lộ giới quy hoạch là khoảng ngang lấy vô khoảng 10 m ha anh chị ha. Nếu như mà nhà nước có làm á, thì hiện tại đường đã rộng 12 m rồi. Nếu như mà mở rộng 10, ngang thêm 10 m nữa, có nghĩa là đường của chúng ta là rộng tới 22 m, là đường cũng khá là rộng ha anh chị ha. À, thì lúc đó thì giá cả đất đai thì nó cũng sẽ tăng lên ha anh chị. Rồi bây giờ Long Hòa cho anh chị cô chú mình xem vị trí trên Google Map. Đất của chúng ta thì nằm ngay chỗ cái chấm màu đỏ ha anh chị, nằm trên một trục đường. Đường này có tên là đường 56B hay là đường ngã giao Cù Bị, rất gần với lại cái ngã tư này, à, cách tầm khoảng cỡ 70 m thôi. Ngay chỗ đây thì có môi giới nhà đất Như Hoàng nè, là của Long Hoài đó ha, Cũng Bò Thành Đạt nè. Rồi chạy thẳng lên trên hướng này á, là mình sẽ về tới đường quốc lộ 56, chạy chút xíu thôi là ra trung tâm văn hóa của thôn này ha, thôn Tam Long. À, trục đường ở đây là đường xá thì nó thông thoáng với nhau hết. Cách quốc lộ 56 tầm khoảng cỡ 1.5 cây số là ra quốc lộ 56 ha anh chị. Rồi cách tầm khoảng cỡ 2 cây số thôi, 2 cây số đổ lui thôi ha, là mình đã ra tới chợ nè, trung tâm thương mại nè, rồi nhà thờ tôn giáo, nhà thờ chùa chiền thì khoảng cỡ 3 cây ha anh chị. À, đặc biệt thì nó khá là gần ở Kim Long, nhưng mà nó giáp ranh với lại Xà Bang, cho nên là từ đất của chúng ta mà nó cách khu dân cư Xà Bang là tầm khoảng cỡ 1.5 cây số thôi, một khu dân cư đông nghẹt luôn ha anh chị. À, rồi trường cấp 1, trường cấp 2, trường cấp 3 cũng khá là gần ha. À, mật độ dân cư đông nè. Ở vị trí này thì anh chị cô chú mình có thể là mua bán kinh doanh gì nhỏ lẻ cũng được hết ha. Đường xá ở đây thì xe cộ đi lại cũng khá là đông anh chị. Ở đây mà mình di chuyển ra trung tâm của huyện Châu Đức là thị trấn Ngã Giao, tầm cỡ 4 cây số thôi ha, là đã ra tới trung tâm rồi của huyện Châu Đức rồi ha. À, rồi ở đây á, mà mình di chuyển về thành phố Hồ Chí Minh thì theo con đường này nè anh chị. Đó, đất của chúng ta là nằm ngay chỗ màu đỏ này ha, chạy thẳng lên con đường này. À, con đường này nè, chạy thẳng lên đường này sẽ mình sẽ đụng tới con đường Liên Sơn Liên Hiệp 2, rồi chạy thẳng hướng này á, là mình sẽ về tới đường Bầu Cạn, về tới đường quốc lộ 51 để về thành phố Hồ Chí Minh ha anh chị. À, đường Bầu Cạn nè. Đó, chạy thẳng lên hết đường Bầu Cạn sẽ đụng đường quốc lộ 51, chạy lên quốc lộ 51 là tới ngay chỗ đường cao tốc Long Thành để về thành phố Hồ Chí Minh. Thì vị trí ở này cách thành phố Hồ Chí Minh tầm cỡ 70 cây số thôi ha anh chị ha. Ở đây mà mình có nhu cầu đi biển á, thì nó rơi vào tầm khoảng cỡ 40 tới 45 cây số thôi anh chị. Biển Vũng Tàu, biển Hồ Tràm xuống Nóng Bình Châu thì nó gần hơn. À, đây là trung tâm của một thị trấn đang phát triển, đang vươn mình và phát triển. À, mảng xanh ở đây nó nhiều cho nên là không khí nó cực kỳ mát mẻ. À, dân cư nó đông. Rồi cộng một cái nữa là dân trí ở đây là dân trí cao không ha anh chị. À, cán bộ công nhân viên chức giáo viên ở là nhiều, cho nên là an ninh nó cũng khá là tốt. Gần cái ngã tư này thì có hệ thống camera giám sát an ninh. À,